Thưa quý vị, các đồng chí, Thượng tá Nguyễn Sơn, trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an một số huyện khám phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc ghi số đề xảy ra trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Trước đó, ban giám đốc Công an tỉnh thành lập ban chuyên án tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh triệt xóa. Khoảng 7 giờ 35 phút ngày 7 tháng 2 năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ và Bến Lức đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở và lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, tài liệu, đồ vật có liên quan và mời 10 đối tượng nghi vấn ghi số đề về Công an huyện Bến Lức để làm việc, gồm Phạm Thị Minh Nguyệt sinh năm 1968, ngụ đường Quỳnh Châu Sổ, khu phố 4, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; Lê Thị Mai sinh năm 1952, ngụ đường Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; Nguyễn Hữu Tâm sinh năm 1977, ngụ đường Quỳnh Châu Sổ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức; Lê Quảng Minh sinh năm 1981, ngụ ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức; Nguyễn Lê Ngọc Diễm sinh năm 1979, ngụ đường Phạm Văn Ngũ, khu phố 5, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, là con bà Mai và một số đối tượng khác. Bước đầu, các đối tượng khai nhận có hành vi nhận hoặc ghi số đề cho tay em hoặc con bạc. Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An phát hiện một tụ điểm đá gà thắng thua bằng tiền với quy mô lớn, phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và khởi tố 6 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc. Trước đó, vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Cần Giuộc tổ chức bắt quả tang các đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại chỗ ở của bà Lê Thị Tư thuộc ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 12 con gà đá, 20.150.000 đồng tiền tại hiện trường và tiền trên người các đối tượng, 463 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan. Tụ điểm đá gà trên do đối tượng Quách Ngọc Ẩn, ngụ ấp Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc đứng ra tổ chức. Địa điểm tổ chức bọn chúng thường xuyên thay đổi trên địa bàn hai ấp Trị Yên và Long Phú thuộc xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc. Điểm tập kết xe của các đối tượng cách sân gà khoảng 50 mét. Số tiền cá cược mỗi trận gà từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng. Để kịp thời biểu dương tinh thần cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh Long An ký quyết định khen thưởng cho 5 cá nhân của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người Phòng Cảnh sát Hình sự.